Dạ Lâm xin chào anh chị nha. Hôm nay sẵn ở vườn có hai cây mini, mà bông mini nhưng mà thuộc dòng là bông to. Nó nở, Lâm sẽ quay video để mà so sánh cho anh chị mình cùng xem luôn. Đây, đây là hai cây của nó đây. Đây là cây phía dưới nè, cây phía dưới. Ở đây Lâm gọi là mini bò sữa nha, tại vì người bán cho Lâm là có cái nuôi mấy con bò sữa nên là Lâm gọi nó, người ta gọi là mini bò sữa, Lâm cũng gọi mini bò sữa luôn. Còn đây là cây bin bon. Mọi người thường gọi là bin bon. Thì về cái bông á, thì bin bon nếu mà so về màu sắc thì Lâm thấy bông màu sắc của bin bon nó đẹp hơn, nhưng hoa thì nó nhỏ hơn cây này. Cây này thì hoa nó to hơn. Đó, anh chị mình cùng xem nha, một cái 8 cái 10 á. Để quay cho anh chị mình cùng nhận biết. Hai cây thì nhìn nếu mà không có hai cây so thì hơi dễ bị nhầm lẫn, nhưng mà có hai cây so thì anh chị dễ phân biệt hơn. Cảm ơn anh chị đã xem video nha.